Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây đại chúng hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2016. Chúng ta học tiếp vô 37 pháp hành Bồ Tát đạo. Mình đã học đến đoạn thứ 8 rồi. Hôm nay mình học đến pháp hành thứ 9. Như giọt xương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong ba cõi chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng của giải thoát đấy là pháp hành bồ tát đạo thưa các vị là có khi mình lầm lẫn lạc thú giữa nhân gian này đó là một cái thứ rất là bền Ở đa phần đời sống chúng ta bị những cái lạc thú phù du này nó dụ dẫn chúng ta đôi khi mình chìm mất một đời trong những cái chuyện đam mê và những cái lạc thú phù du nghe. Thế rồi các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn coi đời sống chúng ta lay quay một đời có khi 7 80 năm chúng ta chỉ lanh quanh gần đó việc. Ngoài cái nhu cầu về cái ăn cái mặc là cái nhu cầu đời sống bình thường đã đành rồi. Cái điều này không thể tránh được. Thế nhưng mà có khi những cái nhu cầu nó chỉ thỏa mãn những những cái khát thèm của mắt tai mũi lưỡi nó thoáng chốc thôi rồi có khi mình cực nhọc vô cùng rồi có khi mình vì đó mà mình gây rất là nhiều cái loại nghiệp và có khi cái nghiệp ác nó dẫy đầy cho nên rồi một đời này trả không hết cái ác nghiệp mình đã gây để tìm một chút là thú phụ du của mắt tai mũi lưỡi mình lại trả luôn tới hàng xa kiếp vì cái nợ mình gây do vì đầu tư cho cái chuyện niềm vui rất là phù phiếm cho nên thưa các vị không có đơn giản để mình có thể là nhận chân được nó là một loại trừ nó là hai nhàm chán để có thể hướng tâm về quả bồ đề đây là điều dường như nó không phải là dành cho một số người gọi là cạn cợt dường như phải có nhân duyên lành rất lớn hoặc là đã từng tu hoặc là đời sống này người ta đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ quá nhiều họ đã có cái kinh nghiệm về đời sống do vậy cho nên họ có thể là quán chiếu đi xả ly rất là dễ nhưng mà thông thường thì 99% đời sống của chúng ta đều chạy theo cái lạc thú rất là phù du thôi. Và cái điều này, thưa các vị, nếu không nhờ các bậc giác ngộ khai sáng, thì có khi mình cũng không có thể khởi tâm lành, quán chiếu và xá ly cho nó dễ dàng nhé. Mình đọc lại rồi mình chia sẻ từng phần như giọt xương trên đầu ngọn cỏ lạc thú trong ba cõi chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng của giải thoát đây là pháp hành bồ tát đạo và nếu các vị dùng cái từ ở trong kinh văn của truyền thống nhà tỉnh độ tông thì các vị thấy người ta dùng hai cái từ uh, gọn hơn nữa là một là từ yểm hoặc là chán mứa trần gian này năm món trượt điều thứ hai là hân tức là đam mê thích thú ngưỡng mộ hướng tâm về trạng thái cực lạc ờ, rồi chúng ta đem hai cái từ này gắn vô trong công phu thiền tập thì nó cũng có hai cái từ một là chi một là ly ly dục đắc lạc tầng tiền thứ nhất là chi ly sinh hỷ lạc hy sinh hy lạc địa tức là xả ly đam mê đấm trước dục nhiễm thì đạt được cái trạng thái an lạc của thiền định thế cho nên thưa các vị từ nó có thể khác biệt nhưng nó cùng một ý tưởng như nhau thôi ở nơi đây thì ngài vô trước ngài hướng dẫn chúng ta đi vô pháp hành bồ tát đạo thì nó cũng nằm trong hai cái chữ này tức là một là ly hai là hai là đắc lạc thế rồi mình chia sẻ những điều nó từ cái mức độ bình thường cho tới mức độ thâm sâu để các vị có thể an trú trong pháp hành đừng có để cho mình lang thang hoài nó làm bồ tát quách cho rồi nó khỏe <laughs> điều thứ nhất gợi ý ra đây đó là bản chất của các lạc thú giữa nhân gian phân tích thử cái phần này cái ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là bản chất của nó cái sắc thái đầu tiên nó là qua wow, rất nhanh ngay. kỳ thực là tâm thức chúng ta có một thói quen đó là cái gì là hạnh phúc và niềm vui thì mình đều muốn nó ở lại rất lâu thế nhưng mà cái nguyên lý rất nghịch là khi muốn nó ở lại lâu thì nó liền chấp cánh mai mất Chừng như là cái điều này nó là nguyên tắc à. Niềm vui vừa thoáng đến Ta rất là sợ Nó chấp cánh bay đi Ta muốn níu nó lại Thì cái nỗi lo sợ liền có mặt Thế thì lạc thú Bản chất của nó chưa nói sâu xa Bản chất của nó là luôn có Cái mầm đối nghịch phía sau Do vậy cho nên nó đến Thì khó khăn mà nó đi thì rất là vội Và điều này nó đúng trong mọi trường hợp nhé. Rồi cái niềm vui rộng rãi nhất là khi người ta cưới một cô vợ hoặc có được ông chồng. Thưa các vị, rõ ràng là niềm vui lớn nhất đời người là có được một người mình thương. Rồi có một người thương mình cho bác. Như đó là hết. Thế là các vị hình dung rằng có được một người mình thương thì kèm theo tức khắc là nổi. Lo âu phập phòng á. Không biết mình nói có đúng không? Chắc đúng chứ hả? Đúng một phần á. Tại vì, thưa các vị, mình giỏi mắt mình trong cùng nơi khắp chốn người mà vô cùng dễ thương thì mình thấy là đã khó khăn vô cùng để có thể chiếm được trái tim của người mình thương rồi là một nỗi đắng cay thế rồi trước được họ về thì cái nỗi phạm phòng nó lại lớn hơn tại vì người mình thương thì thiên hạ cũng biết của quý ai chẳng biết thế rồi kèm theo cái nỗi chiếm hữu đó là cái sợ cái nỗi lo âu cái nỗi phạm phòng và cái sự gan tuông bắt đầu có mặt. Thế cho nên thưa các vị, chưa thương nhau trong cái giai đoạn đầu tư năng lực để cho người ta thương thì còn hạnh phúc. Mà khi người ta thương rồi thì nỗi lo bắt đầu lo ngay ngáy. Điều thứ hai, trường hợp đó nó không xảy ra thì nó xảy ra cái chuyện ngược đời đó là ở xa xa thì thấy nó là viên kim cương mà đến gần thấy nó là giọt nước mắt. <laughs> Tức là sao? Tức là phía xa thấy vô cùng dễ thương vô cùng đẹp đẽ Rước về quá ra là chỉ nàng thấy anh chàng là một cái của thừa mứa ai không rinh cho nên mình rinh về mắc cái nỗi niềm khốn đốn anh chàng nhìn cô nàng cũng vậy quá ra là mình bị lừa Và dường như là mọi đời sống gia đình đều có một cái quan niệm như vậy nghe có vợ thì nghĩ rằng mình bị ông lừa ông chồng nghĩ rằng mình bị vợ mình lừa Thế cho nên thưa các vị, trong cái nỗi hạnh phúc giữa đời người này dường như đều qua nhanh, cái gì nó cũng đến rồi nó qua rất vội, bản chất của nó là như vậy. Tại sao nó có bản chất qua nhanh và vội vàng vậy? Thưa các vị, tại vì nó luôn có sự xung đột nghe. Bản chất đời sống là xung đột ngay cái mầm sống đầu đời của các vị là tự thân của các vị, thân vật lý đã xung đột rồi. Tại vì nó là cái cấu trúc gồm có đất nước, lửa gió là nó luôn xung đột nhau để nó hình thành đời sống. Để đời sống gia đình nó luôn xung đột nhau để tạo thành đời sống mà. Tại vì thưa các vị, nếu không xung đột thì hai con trai với con trai thì nó không xung đột thì lại không tạo thành đời sống yêu thương mà Nếu tạo thành đời sống yêu thương thì nó cũng tạo thành cái mầm xung đột trong nội tại ạ. Ví dụ như các vị thấy những cái cặp mà đồng tính luyến ái đó hoặc là nam thương nam nữ thương nữ đó đừng tưởng rằng không xung đột thưa các vị cái nỗi gan của những người dị tính mà thương nhau tức là nam nữ thương nhau thì nó còn có giới hạn cái sự ghen hờn của những người đồng tính luyến ái thưa nó không có giới hạn nhé nó quỷ diệt nhau rất dễ cho nên bản chất mọi đời sống đều là xung đột Do vậy, bất cứ loại niềm vui hạnh phúc nào cũng nằm bên trong đó là mầm xuống đó là một. Qua rất nhanh là hai. Hai điều này nó luôn có thôi. Và ta càng muốn ở lâu bền thì nó càng quá nhanh. Nó ví thử, nó không chịu qua nhanh thì chuyện gì phát sinh? Nó lại trở thành cái nỗi chịu đựng và nó trở thành cái nỗi thảm sầu chứ nó không còn là niềm vui nữa. Một món ăn mà các vị ăn hoài, các vị sợ lên tới sấy. Một lời nói ngọt hoài, các vị chịu không nổi nghe. Cái hạnh phúc mà nó luôn có mặt thì các vị cảm thấy nó là nó, nó là sự chịu đựng vô cùng là, là khổ sở. Mình mới thương nhau thì thấy người ta thương mình. Mình rất là tự hào. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó cứ tăng cái nồng độ lên hoài. Thế thì các vị chỉ có nước mà tự sát thôi. Nó chịu không nổi đâu cho tôi chút không gian để cho tôi sống với chết, thương kiểu đó làm sao tôi sống? Thế rồi cho mình nhiều không gian thì mình nghĩ rằng người ta lại không thương, cho nên rất là cần có những giây phút ràng buộc lại, cho nên nó là cái sự xung đột qua về, qua về. Cái từ lâu nay mình hay dùng đó là như con thuyền lắc lư vậy đó. Đời sống người ta gọi là hạnh phúc là do vì phải lắc qua lắc về, chồng chành nghiêng tới nghiêng lui ăn hiếp được thì ăn hiếp tới ăn hiếp không được thì tục lui lại chịu thua chút đi ngoan hiếp tiếp <laughs> và vô vô hình trung những cái điều nó chồng chành như vậy thì người ta lại cười te tét ra nói rằng đây là hạnh phúc đây đây là cặp vợ chồng rất hạnh phúc nhưng ai biết đâu rằng ngoài thì cười nụ Ở bên trong thì khóc khóc thẳm chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi nghe. <laughs> các vị không tin các vị hỏi hết mấy ông đây biết ông nào không khóc thầm cả <laughs> cái khốn đốn của chúng ta là có ông chồng vô cùng dễ thương thì mình khốn khổ nghe thế rồi có cái ông chồng rất xấu khốn khổ không càng khổ hơn càng khổ hơn không dám đi với ông ra đường ông tiếp xử với người ta rất là nhục nhã tại vì thô xấu nè rồi ăn nói lộn cỡm nè là hành xử vụng về nè thế thì thưa các về cái của mà của mình nó hoa dành thì mình cũng khổ mà cái của người ta có thể dành được với mình thì mình khổ hơn nha tóm lại cuộc đời này dường như đó là như vậy nha có món quà giữa trần thế nó tặng cho chúng ta đó là mọi lạc thú giữa nhân gian đều qua nhanh đều qua nhanh đến là nó đi qua đó điều thứ hai nó luôn có mặt trái nha Thưa các vị là cái câu danh ngôn của vị nó nói là không có một tấm quân chương nào không có mặt trái phải không không có tấm bề đai nào không có mặt trái cả mặt trái của tấm quân chương của một vị tướng là chi vậy nhiều xác chết trên chiến trường bất cứ cái gì nó cũng có mặt trái của nó cả rồi trong cái phạm vi hẹp là lạc thú giữa nhân gian này thưa các vị cái mặt trái nó thưa các vị càng nổi cộm khi lạc thú đó được gọi là lạc thú đạt đến đỉnh cao nghe ví dụ bây giờ những cái loại thuốc mà người ta chỉ cần nuốt một viên hút một liều chích một 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 cc xe xe thôi nó làm cho người ta dường như lên tới cung trời á các vị biết lạc thú nó như vậy thì cái giá của nó vô cùng đắt ấy. đắt là sao mất một đời như chơi cái sự nghiện ngập bây giờ thưa các vị nó rất là kinh khiếp chỉ một lần hút thôi một lần chích thôi là có khi là bỏ ra rất nhiều tiền cai nghiện và cai nghiện không được nhé mà khi đi vô vòng đó rồi thì con bán con buôn thưa các vị nó ràng buộc mình không có cách chi mà vượt thoát được cả thế thì các vị hình dung rằng là mọi lạc thú nó đều có cái giá của nó hay nói cách cụ thể là nó đều có cái mặt trái của nó cả một chút niềm vui phù phiếm nó có mặt trái của nó có khi mình trả một đời không hết á chứ không đơn giản đâu các vị hãy dùng cái này làm cái nền tảng tư duy các vị quán chiếu tất cả sinh hoạt cuộc sống đời thường nó đều đi vô cái nẻo này cả đều có mặt trái của nó cả và nguyên lý này chưa bao giờ sai mọi hiện tượng giữa đất trời này mọi trạng thái tâm hành của các vị nó đều có mặt trái của nó cả đây là cái nét thứ hai để cho ta nhận diện về mọi lạc thú giữa nhân gian nó luôn là thoáng chốc luôn phù du luôn sinh luôn diệt ý thứ ba là nó như, đây là cái câu Đức Thế Tôn dạy ngay, như chút mật. Thoa ở đâu? Thoa trên nửa dao. Nó rất là ngọt đó, nhưng mà liếm là đứt lưỡi. Sau đó thì thưa các vị, mình nuốt cái chút mật vô thì ít, nhưng mà nuốt máu của mình trở ngược lại thì nhiều ngay. Nó ra mặn mặn đó mình tưởng là mật nhưng mà không phải đó là máu của mình chảy ra thế nhưng mà rồi đời sống giữa nhân gian này chừng như là chúng ta không dừng rượt đuổi tìm cầu lăn xả như con thiêu thân vào những cái chút lạc thú phù du giữa nhân gian vì như cái cái bệnh của chúng sinh trong cõi dục là như vậy đó là điều thứ nhất mình gợi ý điều này để các vị thấy rằng là muốn đi vô con đường tu tập hành trì á, thì không thể nhìn mọi việc bằng một cách phiến phiến càng càng mà nên nhìn bằng cái tư duy thiền quán bằng cái sự suy xét chính chắn của mình thì thưa các vị mình mới có thể loại trừ được những cái niềm đam mê rất là sốc nổi rất là phù du kỳ thực là một cái độ tuổi nào đó cho phép người ta có thể lầm lẫn thế nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì người ta phải trưởng thành chín chắn và có một cái suy xét từ cái nền tảng rất là trí tuệ hoặc là đã trải nghiệm đời sống đầy rồi thì người ta có quyền không có bị những cái dụ dẫn của những lạc thú phù phiếm nó lừa lừa gạt và dường như là mình không có chịu nương và lời của Phật dạy khởi quán chiếu tu tập mình dìm đời sống mình trong những cái thứ rất là rất là phù phiếm ngoài những cái điều mình liệt kê nó có một cái loại nó cũng tạo thành cảm xúc mạnh nơi các vị nữa tức là những loại cảm xúc nó tạo thành một loại lạc thú nữa người ta dùng cái từ nhân gian là cái thú đau thương đó thú đau thương đó. thưa các vị điều thứ nhất đó là cái cơn phẫn hận giận dữ của mình đó cũng là, là một loại cảm xúc nó cho mình một chút lạc thú nghe mình giận dữ mình phát ngôn một cách rất là là, là dữ tợn mắng vào người chửi người hoặc là quỷ diệt người chà đạm người nó cũng tạo cho mình một cái lạc thú hoặc là mình nổi sân si khởi phiền muộn dường như nó cũng là một loại thú đau thương có những người vì không đáng nhưng mà họ có khả năng nổi giận được đó là do do vì cái xúc cảm đó nó ve vuốt bản ngã tất nhiên là ở cái chiều thâm sâu nhất là do vì trong quá khứ ta đã bị tổn thương tâm thức của ta Ta bị cái ấn tượng về tâm thức của chúng ta là thua thiệt về mọi thứ. Hoặc là bị dồn nén cho nên ta có những cái bức xúc nó sinh khởi. Về cái mặt tâm lý mà nói thì thưa các vị nó có nhiều yếu tố. Nhưng mà mình nhìn cái góc độ là những xúc cảm này nó khởi lên có khi người ta không khống chế là người ta thấy rất cần như vậy để nó đã nư. Cũng là một loại là lạc thú đó. Lấy cái khổ một là một là làm khổ người làm lạc thú cho mình Hai là làm khổ mình cũng làm cho mình có một cái xúc cảm Hả à, đã nư nữa Đây là ý thứ tư mà nó vô cùng tác hại nghe Một cái cơn giận dữ Một cái cái trận hành hạ Và cho nó ra trò đối với tự thân mình Hoặc là hoặc là đối với người sau đó Thì thưa các vị cái nỗi niềm bản hận nó vô cùng lớn Năng lượng thân mình, năng lượng đời sống mình nó trùng xuống hết. Và có khi cái nỗi ân hận này, thưa các vị, nó kéo rất dài. Cái cơn sân si đột khởi, cơn giận dữ, ném vào người, không gây tổn thương nhiều, thì có khi cái ân hận mình nó còn có thể cứu vãn được. Và nếu cái cơn bùng nổ của mình, nó làm tan vỡ đời sống gia đình của mình hoặc của người, hoặc là quỷ diệt luôn đứa con của mình thì thưa các vị cái nỗi ân hận này nó mất một đời chưa chắc gì ta có thể có thể so dịu được có thể cứu vãn mình được nhé cho nên xin nhớ cho ngoài ba điều mình chúng ta nêu còn điều thứ tư này nó vô cùng là, là đáng sợ vô cùng đáng sợ mình thử hình dung rằng giận ai mà nói một lời đủ nặng để cho vớ cái đầu của người kia thì mình cũng thích chí lắm. Thế là sau đó tác hại nó xảy ra là có thể gây tổn thương cho người kia, người kia mà tự giận bất tử thì các vị ân hận luôn một đời, gây cái nghiệp vô cùng lớn. Và các vị tự hành hạ mình, tự quý diệt mình. Đầu tiên là nó cũng giống như là mình cũng có một cái lạc thú hả hê lắm, nhưng mà sau đó thì cái cơn đó nó đi qua rồi thì cái quả hại nó còn lưu giữ lại trong tâm thức các vị gọt lâu lắm những cái nghiệp ác này thưa các vị nó dễ xảy ra vô cùng nếu ta có chút tu thì ta nhìn được điều này còn nếu tâm thức ta chưa từng tôi luyện chưa từng tu tập hay là chưa từng học phật chưa từng quán chiếu về nhân quả thì ta thấy chuyện này rất bình thường người ta đánh mình một tát tay mình đánh là hai tát tay là chuyện bình thường đây là những cái điều từ cạn đi vào thâm sâu nhất để các vị thấy là mọi thứ nó đều đi qua rất là vội rất là nhanh cho nên hãy quán chiếu điều này cho kỹ để đi vào pháp hành bồ tát đạo ý thứ hai mình muốn bàn sâu hơn một chút đó là cái sự thúc bách của nghiệp thức trong cõi dục. Điều đầu tiên các vị nên ghi nhận rằng đây là cái vòng vận hành. Đây là cái vòng vận hành tất nhiên của mọi sinh mệnh nga. Mọi sinh mệnh con người. Thưa các vị, cái vòng vận hành nó là cái nền tảng nghiệp để chúng ta có mặt trong trần đời này. Chúng ta sinh ra trong cái cõi này được gọi là cõi dục nghe Từ thiên giới cho tới cõi này cho tới thấp hơn cõi này được gọi là cõi dục. Chư thiên cũng còn trong dục nữa. Chưa thoát được sinh tử luân hồi. Cho nên cái nền tảng của vòng vận hành đó là nó muốn xoay tròn giống như là cái lực trọng trường của trái đất vậy nó luôn hút các vị đứng trên mặt hành tinh này thì cái vòng vận hành của nghiệp nó như vậy nó, nó thúc đẩy nó có cái tiềm lực vô cùng mạnh nó làm thành đời sống chúng ta từ bên trong á do vậy cho nên thưa các vị vượt thoát nó không phải dễ giống như là mình muốn rời hành tinh này mình ra khỏi cái sức hút của trọng trường không phải là đơn giản đâu ta có mặt giữa trần đời này ngoài các vị thánh tức là ngoài các vị Bồ Tát có trách nhiệm có mặt giữa trần đời này để phổ biến chánh pháp thì đa phần chúng ta đều có mặt do cái nghiệp của ái nghiệp của dục nghiệp của sinh tử phiền não nó luyện đời sống chúng ta vào đây do vậy cho nên từ căn bản đời sống thì cái nghiệp nó luôn vận hành nó lôi các vị đi theo vậy đây là nguyên lý tất nhiên của vòng vận hành cho nên làm ác rất là dễ và làm lành rất là khó mình khởi cái sự ganh tị, thù ghét, giận dữ với người thì nó không có căn chi. Mà khởi cái tâm lành, thương yêu, tùy thuận và vô cùng hài lòng với những việc lành thiện người khác thì cái điều này các vị phải tác ý mới làm được. Chứ thường người ta không có tác ý cho nên tâm thức ta nó xuôi chiều là luôn phê phán nè. Luôn phán xét này luôn chống chế nè luôn khởi ác tâm thì rất dễ nghe khởi thiện tâm nó vô cùng khó trừ khi tu tập rất thuần thì ta nhìn người ta mới có thể khởi được cái niệm tùy hỷ đối với những việc lập thiện của người không thì từ trong bên trong nó tìm phục sẵn cái mầm này, ganh tị cay đắng thù ghét phê phán và thưa các vị tâm thức ta nó rất là bén nhạy về chuyện này nhưng mà cái chuyện biểu hiện tâm lành hướng về con đường tu tập thì nó rất là khó do vì cái vòng nghiệp vận hành cái nền tảng nơi ta có mặt giữa trần đài này là nền tảng của dòng sinh tử cùng cuộn chảy lôi ta cho nên mọi sinh mệnh của chúng sinh giữa hành tinh này đều phải tuân theo cái quy luật vận hành các vị muốn vượt thoát đây là ý nguyện của các vị nhưng mà cái ý nguyện của vòng vận hành nghiệp thức thì nó không muốn cho các vị vượt thoát bản chất của chúng sinh trong ba cõi sáu đường cái nghiệp vận hành tất nhiên là muốn ta cuốn tròn trong vòng tử sinh chứ không hề muốn chúng ta rớt ra ngoài bao giờ cho nên tu là một việc tác ý ngược lại những cái điều tâm thức đang vận hành mình Xui theo dòng chảy rất là dễ Mình ghét người rất là dễ Mình thương người rất là dễ Nhìn là phê phán rất là dễ Nhưng mà nhìn bằng cái tâm thức an trú trong Pháp Chiếu sáng tỉnh tại hiện tiền vô phân biệt Đối với mọi người thì vô cùng khó Không thực tập, không làm được Mình chỉ có thể làm được việc Như bao nhiêu phàm vô là Nhìn là phân biệt phải quấy Nhìn là phân biệt trắng đen nhìn là phân biệt xấu đẹp nhìn là khởi ghét thương thôi thế thì cái nền của mọi sinh vật trên hành tinh này là cái nền của nghiệp sinh tử cho nên nó có quyền cuốn ta và để đầu tư sinh mạng mình trong nghiệp sinh tử thì không có gì không có gì đủ sức mạnh bằng cái nghiệp ái giữa nhân gian này cả ái và dục là một loại nghiệp cực mạnh từ cái thưa các vị từ cái nền là ái thân trước nha cái nền là ái bản ngã trước ái tự thân này trước và nó phát sinh ra ái tha thân sau và khi các vị còn thấy thân này là ta buồn vui là ta nghĩ suy đây là ta thì các vị bảo đảm rằng là ta vẫn còn quay tròn trong ba cõi thôi và cái nền của nó khi ta còn thấy tôi là hình hài này tôi tên tuổi này thế thì các vị sẽ chắc chắn rằng là các vị chưa thể đoạn trừ được đoạn trừ được cái nghiệp nhân của ba cõi sáu đường kỳ thực là tu nó dễ mà nó cũng vô cùng khó nó chỉ ở cái mắt miếu này thôi nếu ngay chỗ này ta không cần làm gì nhiều ta luôn làm người đang quan sát thân ta quan sát buồn vui của ta quan sát suy nghĩ của ta quan sát ký ức của ta đang thầm thì thế thì thưa đại chúng ta đang đứng ra ngoài nhận diện thân ta với ta phải đồng nhất ta và thân năm quẩn thì liền thứ khác các vị là năng lực quán tự tại đang quán năm quẩn là không thì ngay chỗ này nếu an trú được pháp hành trì thì đoạn được ái nghiệp cắt đứt được nghiệp tử sinh an trú miên nguyễn trong đây thì thành tựu được tội giác còn nếu lên qua một chút xíu thì liền có ngã có pháp có ta có người có thương có ghét có buồn khổ bất an có ba cõi nổi chiều để cho ta quay tròn trong đó thôi đây. đây là ý thứ nhất bản chất của mọi sinh viên linh nó đều tuân theo cái quy luật vận hành như vậy ý thứ hai thử nhìn thử quán chiếu đời sống thưa các vị là không cần phải hỏi Phật thánh nào cũng chẳng cần nhờ ai coi tai coi tướng chẳng cần thần linh nào coi ta cả cũng chẳng cần ai soi căng soi cơ gì hết đó. ta tự nhìn đời sống ta thân tâm ta năng lực tu của ta ta biết rằng ta đang chọn đường nào nhé dạ yeah, rồi cứ hỏi đi mình là những cái xấu mà mình không có nói tới cái cái tốt chứ cả à, à, con thấy uh, là người ai cũng có uh, cái, cái nghiệp tốt nữa chứ đâu có chỉ có nghiệp xấu không như vậy khi mà nghiệp nghiệp tốt nó vận hành nó cũng giúp mình bớt nghiệp xấu chứ cái chuyện đó mình chưa mình mình, mình chưa giải thích tuy nhiên nghiệp tốt và nghiệp xấu gì nó giống như con người đi một là anh đi hướng đông hai là anh đi đi hướng tây anh chưa thể thoát khỏi cái nghiệp vận hành nhé còn là nó, nó còn là trên cái con đường trên cái tuyến đường của nghiệp thức đang vận hành thôi có thể anh nghiệp tốt thì anh sinh lên có trời nghiệp vừa vừa xin có người xấu hơn thì rớt trong cảnh giới ở phía dưới ví dụ như là bây giờ nói đến cái lạc thú mình nói cách đơn giản thôi bây giờ mình thấy người ta khổ cái mình giúp người ta cho người ta bớt khổ cái mình vui Cái đó là nghiệp tốt Cái này là nghiệp tốt Nghiệp tùy thuận Nó có cái phẩm chất của từ bi tâm Và phẩm chất của tâm Phật bên trong đó Thế nhưng mà vẫn chưa đoạn được sinh tử Vẫn còn lay quay trong ba cõi sáu đường Nhưng mà đi lên Dạ đúng Nhưng mà con nói từ cái niềm vui đó Lần sau mình lại thích Làm nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn Chứ không phải như cái này Chỉ có làm xấu hơn xấu hơn thực ra thì mình sẽ khai thác những điều này về sau nhưng mà trước mắt mình phân biệt để cho các các vị thấy là cái sự thúc bách của nghiệp ác á, nó vận hành để nó đẩy mình đi vào trong ba cõi còn nghiệp tốt á, thì trên con đường tu tập chúng ta sẽ nói về khả năng nuôi dưỡng những cái thiện tâm của chúng ta để phát triển dần dĩ nhiên con người không phải chỉ thường là xấu con đường đi nó không phải chỉ thường đi xuống mà nó còn đi lên nữa. Và xuống quay lên, thưa các vị chẳng qua chỉ là đi về hướng đông hoặc đi về hướng tây thôi. Cái con đường đạo lý của Phật như pháp hành Bồ Tát đạo là thành đạt cuối cùng của sự nghiệp giải thoát ạ. Đây trong bài thứ 9 đã. Hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng của giải thoát. Nó đòi hỏi cái lực tinh tấn của các vị phải đem hết từng tế bào ra đầu tư cho cái sự nghiệp này chứ không phải là mình tu phất phơ có chút niềm vui có chút hạnh phúc con phải thành đạt sự nghiệp giải thoát là vượt ngang cả thiện cả ác vượt cả thiên đường và địa ngục vượt cả đi xuống và đi lên và trong nhà thiền gọi là sung thiên chí đó đi thẳng như trực thăng rồi đó thẳng lên an trú ngay tâm bất động hiện tiền thì vượt thoát được nhị biên thực ra thì nếu người ta an trú trong pháp hành để thiền quán á, thì cái sự việc nó phải xảy ra như vậy nghe mình giải thích pháp hành thì các vị thấy rất là dễ ví dụ như mình bây giờ dừng ngang đây nghe à, nói chuyện về pháp tu để các vị thấy không thôi thắc mắc nhiều quá bây giờ mình đã người nghĩ, một người hỏi câu thế này người hỏi câu như thế kia trong khi đó là thầy nói chưa hết ý không có sao để dành đó nó lại <laughs> mình rất là dễ tánh giải thích điều này mình học chơi chơi mà không có gì nghiêm trọng đâu thưa các vị thiền tập nó tạo cái điều đầu tiên cho chúng ta nếu chúng ta đam mê thiền tập thì cái quả lành đầu tiên nó đến đó là tự nhiên các vị có được cái lòng trắc ẩn có được sự thương yêu đối với thân nghe người ta dùng cái từ là rải năng lượng lành rải tâm từ niệm tâm từ nhưng mà kỳ thực khi tỏ thiền an trú tâm nhận biết thân là các vị đang làm một việc tuyệt vời đó là các vị đang khởi lòng yêu thương đối với thân các vị ạ à. không cần tập tành chứ nhiều ta chỉ cần ngồi yên bình tĩnh lặng nhắm mắt lại ngồi nghe hơi thở vào ra ngồi nhìn thân mình quan sát nó từ trên đỉnh đầu tới dưới chân coi nó lay động ra làm sao thì cái năng lượng lành của ta liền phổ toàn thân cho nên đầu tiên là có được lòng trắc ẩn có được sự thương yêu hay là rải tâm từ đến toàn thân của ta rồi quá lành liền đến đó. điều thứ hai tự nhiên cái điều sẽ xảy ra là các vị khi ngồi yên bình tĩnh lặng và các vị bước vào cái bước hành trì ban đầu đó là nhận biết toàn thân các vị thì các vị sẽ thấy được từng ý niệm sinh khởi rất là dễ dàng, từng cái buồn vui nhúc nhích trong các vị cũng đơn giản vô cùng, không có phải dụng công gì to tát và nhiều nhặn cả, chỉ ngồi yên bình. Đầu tiên là theo dõi thân của chúng ta, từng cái máy động nơi thân, buông lỏng toàn thân, thì niệm từ bi liền sinh khởi. Mà khi các vị có lòng trắc ẩn với thân, có sự thương yêu với thân thì tự nhiên là thân các vị an bình tĩnh lặng dịu dàng thư giãn cái quả lành của nó là không những các vị rót tâm từ từ tâm thức các vị phủ trùm thân rồi các vị lại khởi từ quy tâm đối với bao người cũng rất là dễ điều thứ hai tự nhiên các vị có được cái năng lực vô cùng tinh tế các vị nhìn ra được cái buồn cái vui nó đến nó đi rất là đơn giản không cần dụng công gì cả cũng thấy tự nhiên là buồn vui nó đến nó đi chứ không phải buồn vui là ta điều thứ ba thưa các vị là khi mình có niềm đam mê của công vô tu thì các vị sẽ nhìn ra rằng trong những khoảng tâm thức độc thoại nó có quảng trống nghe từ câu nói thì thầm này đến câu nói thì thầm này nó có quảng trống của nó tức là quảng nó không có tiếng nói thì thầm nó lặng yên à tỉnh sáng rỗng lặng và rạng ngời năng lực tuệ tri mà không có tiếng thì thầm nào trong đó cả khi các vị nhận ra cái kẻ hở của tiếng độc thoại bên trong thế thì các vị biết rằng là kẻ hở này là năng lực tâm bất động á là tánh phật chiếu sáng của các vị bản chất của nó không nhiễm gì với buồn vui nó cũng chẳng có dính chi với những cái sự suy nghĩ thì thầm và khi người ta có chút niềm đam mê thích ngồi thôi là có được điều này nhé. Không có cần phải nghiến răng nghiến lợi gì để ngồi để diệt vọng tưởng hay là để cho ngồi được hai tiếng ba tiếng gì không cần. Có chút thì giờ thì ta ngồi xếp bằng ngồi chơi thế thôi. Có thể để cuốn sách bên cạnh ngồi nhắm mắt một hơi. Tức là nhắm mắt năm ba phút mở mắt ra cầm cuốn sách lên đầu vài ba dòng để xuống ngồi tiếp Hãy thưởng thức đời sống mình như vậy đi Thì các vị sẽ thấy rằng là Phương pháp thiền tập này Giúp cho các vị càng ngày càng đi sâu vào giáo lý Phật dạy Các vị sẽ hiểu được rằng là Mọi thứ nghiệp vận hành Nó đều không lôi kéo các vị được Rồi các vị nhận ra rằng là Nghiệp ác nè, nghiệp thiện nè Hạnh phúc nè, hay khổ đau vân vân Nó đều là những cái phù phiếm Không phải là ta Ta có được giải quán này người ta vượt lên trên cả hạnh phúc và khổ đau. Kỳ thực Niết Bàn không phải là trạng thái của niềm vui hỷ lạc gì cả. Nó là trạng thái tịch lặng không còn bóng dáng khổ đau. Nó vượt cả hạnh phúc và khổ đau. Thế nhưng mà các tổ thì cứ sợ là người ta nghe nói Niết Bàn nó không có gì hết. Họ sợ là chúng sinh nó hoảng loạn nó không dám tu cho nên phải giải thích rằng nó có thường, có lạc, có ngã, có tỉnh trong khi kinh văn Nikaya thưa các vị hỏi Thế Tôn rằng là Niết Bàn là gì? Ngài nói như củi hết lửa tắt ông giải thích gì thêm á anh hiểu sao nó hiểu tức là sạch hết nghiệp thức rồi thì rỗng lặng tịch nhiên vô niệm như như bất động thế thôi thế rồi cái trạng thái này nó không phải là cái gì xa vời nghe ngay bây giờ ngay đây đây các vị có thể thể nghiệm được nó mà các vị chỉ cần làm một việc là đang quan sát thân các vị thì các vị thể nghiệm được điều này tôi đi tới tôi đi lôi tôi mở mắt tôi nhau bài tôi co tay tôi duỗi tay tôi bước đi từng bước tôi luôn là người đang quan sát cái sự vận hành của thân tôi mà tôi không phải là thân á tôi là năng lực chánh niệm đang chiếu sáng thân và tôi làm được điều này thì cái bước thứ hai tôi làm cũng rất dễ đó là tôi đang chiếu sáng từng cái buồn vui đang chạy tới chạy lui ngang trước mặt đây rồi tôi sẽ làm được điều vô cùng đơn giản là tôi thấy từng dòng ý thức thì thầm đang sinh đang diệt cuồng cũ ngang qua và khi ta an trú được trong tuệ quán như vậy hành trì như thế này gọi là an trú trong pháp thì chuyện gì phát sinh mọi thứ buồn vui giữa trần đời này các vị nhớ buồn vui nghe hạnh phúc hay khổ đau lo âu hay sầu muộn thôi các vị nó vẫn còn nhưng mà nó không chạm vào ta được nó đến thì ta làm người quan sát nó thôi một là từ cái niềm vui của công vô thiền thạp thấy kẻ hở của hai tiếng độc thoại thì thào đây là trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng mình nhận ra thì an trú trong cái kẻ hở đó thì gọi là nắm được cái giây phút chánh niệm để tu hay là an trú trong cái giây phút rất hiện tiền để thực tập thứ hai là thể nghiệm được qua những điều mà giải thích để thấy rằng ta có khả năng quan sát thân ta thì ta có khả năng quan sát buồn vui ta cũng có khả năng quan sát những ý thức thì thầm thế thì hai cách này các vị đều đi vô được mà con đường nào đi vô cũng thành đạt được tuệ giác chứng nghiệm được cái năng lực ta đích thực là trạng thái tuệ tri đang quan sát thân hành thế thì các vị cùng một lúc vượt luôn thân ngũ quẩn chấp trước ngũ quẩn thưa các vị cái chuyện dễ không à đoạn trừ nó không phải khó nghe và đoạn trừ năm quẩn rồi thì không có phiền não nào dính được các vị cả và không phải là làm cho thân ngũ quẩn này tan biến thành khói mây không nó vẫn sừng sững đó vẫn bình thường thế nhưng mà buồn vui không dính đó. còn chúng ta ở mức độ cạn như thế này thì thưa các vị mình tu mình rất mong muốn được chút niềm vui và nguyên tắc tự nhiên là khi anh thấy có niềm vui tới anh bắt nó anh đồng nhất anh vào nó thì chắc chắn rằng anh cũng đồng nhất anh vào nỗi khổ hai cái này nó lu cấm mà Mặt này nó là nỗi khổ, mặt kia nó là niềm vui. Anh đồng nhất anh với niềm vui thì bảo đảm rằng anh sẽ đồng nhất anh vào nỗi khổ. Không có chi, không cách chi vượt thoát được. Trừ phi niềm vui đến anh quan sát nó đến, nỗi khổ đến anh cũng quan sát nó đến. Thế thì anh liền một lúc tách khỏi, tách mình khỏi niềm vui và nỗi khổ. Và thưa các vị, niềm vui với nỗi khổ giữa cuộc đời này nó chưa hề lùi bước trước bất cứ ai hết Ông thầy tu hay là người nhân gian Thưa các vị Tại vì đời sống này nó luôn bất trắc mà Các vị còn thở vào thở ra Thì các vị bắt buộc rằng là Một là Tất cả những bất trắc giữa trần thế này Nó chạm vào các vị Hai, bất trắc từ bên trong các vị nó khởi ra Ba, những u quẩn Từ tâm thức các vị nó có điều kiện nó xinh nhất ta có thể giữ mình không bị xe đụng nhưng mà thiên hạ đụng ta là ai làm gì nhau thế thì thưa các vị cái chuyện tự nhiên là khi sống giữa cuộc đời thì ngàn điều bất trắc nó có quyền đụng vào anh chứ nó có tha đâu chỉ có người tu họ làm một việc đó là nhìn bất trắc đến với họ nhưng mà không làm họ khổ đau là do vì có khổ đau vừa khởi thì họ làm người quan sát khổ đau thôi họ không đồng nhất nó thì họ vượt thoát làm cho chân họ cứng chứ không phải là làm cho đá mềm nữa đá thì nó vẫn như vậy nhưng mà nếu chân anh trai rồi thì anh có quyền đi trên đá được chứ đó là từ công vô thiền tập đi vô từ liễu đạn pháp hành đi vô từ an trú niệm thân hành đi vô các vị đều có thể vượt thoát được cùng một lúc khổ và vui hạnh phúc và khổ đau bồng bềnh không dính được thế là trở lại cái điều này bởi gì giải thích để cho các vị an trú luôn pháp tu thưa các vị đôi khi mình không có nhận diện mình cho, cho tỏ tường á tức là mình không biết mình đi về đâu không biết mình đang làm gì các vị hãy nhìn từng phút giây trong đời sống mà các vị dính mắt với bất cứ cái gì thì các vị biết rằng mình đang chọn con đường nào thôi ví dụ mình thấy mình luôn dính mắt với cái tâm thức tràn đầy sự phê phán dở hay tâm thức ganh tị tâm thức sốc nổi và mình luôn bị cái trạng thái buồn vui dắt dẫn thì biết rằng ta đang chọn cái con đường quanh quanh nổi chìm mãi trong ba cõi sáu đường mà đi xuống không có đi lên nha thế rồi các vị quán chiếu rằng tâm thức mình nó lành nó dễ thương nhìn thấy người người ta lâm vô cái cảnh khổ thì mình có bất cứ thứ gì mình muốn mong muốn giúp người ta để ta vượt thoát nhìn thấy người ta có những điều gì thành đạt mình rất là 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 vui rất là tùy thuận vào niềm vui của người thì biết rằng là cái năng lực tâm của ta cái thiện nó rất đầy cũng đang đi trên con đường lanh quanh trong ba cõi nhưng mà đang đi lên chứ không đi xuống tóm lại Nhìn từng khởi niệm của mình Nhìn cái cách cư xử của mình Nhìn đời sống của mình từng ngày Thì các vị có thể đón biết được Ta đang đi về hướng nào Và cái sự thúc bách Của dòng luân hồi thưa các vị Nó luôn thúc bách Chúng ta làm một việc Đó là một là anh chọn đường đi xuống Hai anh chọn đường đi lên Chứ còn trong cái vòng luân hồi Nó chưa ừ. hề muốn các vị là Như chiếc pháo tăng thiên Vượt thoát khỏi vòng chảy của nó nó muốn như vậy thôi. Nguyên tắc đời sống này dường như được lắp đặt, được cài, được thiên nhiên cài và tự thân các vị. Nó chỉ có hai đường thôi. Một là đi xuống, hai là đi lên thôi. Cho nên hai điều này, thưa các vị, nó dính liền vào đời, đời sống chúng ta từ quá khứ tới hôm nay. Chưa có bậc đạo sư nào mở được con đường như Đức Thế Tôn mở con đường vượt thoát cả. Khổ và vui hết các vị nhìn các tôn giáo Họ khai thác là lên thiên đường Hoặc là đời đời đỏ xuống đáy quen quả ngục thôi phải không? không có con đường thứ ba Riêng Đạo Phật thì Đức Thế Tôn Điều thứ nhất đặc thù đó là Ngài không nói Ngài là đại diện của thần linh Ngài không nói Ta là thiên sứ từ trên nhân gian xuống Hay là ta là vị thượng đế chi cả Trong khi đó Ấn Độ giáo nè và Lâm Môn giáo nè hồi giáo này ki tô giáo vân vân đều có vị thần linh cả nhưng mà riêng đạo phật đức thế tôn ngài chưa hề nhận ngài là một vị thần linh lời của ngài có quyền quy của thượng đế chỉ cả ngài chỉ nói ta là một vị thầy thôi những điều ta truyền đạt các ông hãy tư duy bằng lý trí của các ông phê phán nếu thấy nó hợp lý và ứng dụng hành trì thấy nó thành đạt thì sẽ ăn là hiện tiền thì các ông chấp nhận điều này thôi do vậy cho nên con đường đức phật là con đường khác thường so với con đường của cái dòng nghiệp thức trong cõi dục này nó vận hành nhé tuy nhiên không phải là ngài chỉ khai thác một phần là con đường hướng thượng nhất lộ mà ngài còn khai thác con đường thứ hai đó là thay vì anh đi trong cõi luân hồi chìm trong nỗi khổ thì anh nên chọn con đường là vượt thoát nỗi khổ bằng con đường tạo nhiều nghiệp lành sinh lên cảnh giới cao hơn để hưởng lạc thú rồi dần dần đủ bước điền gặp được chánh pháp gặp được các bậc minh sư để có thể mở ra con đường đoạn tuyệt hẳn con đường tử sinh thế cho nên thưa các vị nó phổ cập nhiều căn cơ và các vị tổ mới khai thác rằng ngũ thừa phật giáo hoặc tam thừa phật giáo từ cái nền những bài dạy nguyên thủy đức phật đó là điều thứ hai tóm lại mình không cần cầu thần linh để hỏi mình tu ra làm sao đâu. các vị hãy nhìn lòng mình biết ngay mình đang chọn đi đường nào thôi một là chọn đi xuống hai chọn đi lên ba là làm pháo tăng thiên vượt khỏi hành tinh này vượt luôn cả cái sức hút của dòng chảy ba cõi sáu đường các vị chọn đường nào hãy nhìn lại lòng mình trong từng phút giây rồi biết ngay à mình an trú trong pháp hành trì không có cái buồn vui Trần thế nào chạm vào mình được không ai xúc não mình được không ai dẫn dắt mình để mình đồng nhất mình vào buồn dẫn ghét thương thế thì biết rằng là lực tu mình đã giỏi nhiều khi các vị thấy là mình luôn quan sát thân năm quẩn luôn là bồ tát quán tự tại quán chiếu năm quẩn thì các vị biết rằng là con đường của ta ngang đây không còn tiếp tục đi xuống hay đi lên đi đông hay đi tây gì nữa cả trực tiếp thể nhập vào bản thể bất động như như của tâm phật vô sinh thôi điều thứ ba cũng trong cái vòng này tức là trong cái ý là sự thúc bách của nghiệp thức để chúng ta đi quanh quanh không cõi dục mình khai thác thêm một ý nữa đó là từ cái khuynh hướng tâm hành bất tội nguyện mở ra hai hướng đi nha thưa các vị là đời sống chúng sinh dùng cái từ rất đời thường là được thượng đế cài vào trong tự thân các vị một cái điều vô cùng quan trọng đó là cái này bản chất con người luôn bất tội nguyện nhé. không hề bằng lòng với bất cứ điều gì cả ngay từ bé là mình đã biểu lộ điều này rồi nhé các vị mua một cái món đồ chơi thật là đẹp về cho mấy đứa nhỏ thấy nó làm ngay nó chơi chừng chừng ba phút thôi là nó tháo ra rồi nó lấy búa lấy đinh nó đóng nó sửa lại theo ý nó rồi nó thấy không không thích nó lại sửa lại và dường như bất tội nguyện là bản chất của mọi chúng sinh nghe và từ cái bất tội nguyện ngay lúc đầu sơ sinh của một em bé thưa các vị nó tới cái lúc 20 tuổi 30 tuổi nó cũng bất tội nguyện dù cái món đồ chơi đó nó bỏ tiền ra nó mua về cực lắm đó ví dụ như con búp bê hồi bé thì ít tiền phải không con búp bê của mấy anh chàng tuổi hai ba mươi thì thưa các vị đâu có đơn giản đâu. Nhìn quanh khắp, khắp thiên hạ, lựa được một cái món mình ưa thích. Nhưng mà thưa các vị về rồi là bất tội nguyện ngay. Rồi các cô cũng thế. Tức là mọi con người trên trần gian này, cái bản chất này là bản chất đặc thù á. Luôn bất tội nguyện. Mình mơ ước một căn nhà, mình cực khổ vô cùng thế rồi. Có được căn nhà đó, mình cũng cảm thấy là chưa hài lòng mơ ước được một người để mình thương để người đó thương mình có người đó về mình cũng thấy dường như người đó cũng chưa phải là điều mong ước nữa và thậm chí thưa các vị mình được phép lên tới thiên đế mình tưởng đây là một cảnh giới tuyệt vời nhất mơ ước hằng lâu thế là lên đó mình thấy dường như cũng chán cũng có những điều bất tợn nguyện thôi Thế thì có hai điều nó nảy sinh từ tâm thức bất bất tội nguyện ha. Mở ra hai hướng. Hướng thứ nhất đó là thuận theo chu kỳ sinh diệt. Thứ hai, các dòng sinh diệt. Cái niềm mơ ước của người ta hoặc là cái tham vọng của người ta hoặc cái khát vọng của người ta mơ ước để được hạnh phúc, được hạnh phúc. Và hạnh phúc, điều này cảm thấy dường như nó chưa thỏa. Mơ ước thêm, mơ ước thêm. Tự hạnh phúc thô cho tới hạnh phúc rất là tinh vi. Dần dần cuối cùng người ta phát giác ra rằng là chừng như là mọi hạnh phúc đều phù du cả. Thế rồi người ta mơ ước cuối cùng đó là làm thế nào nắm bắt được vận mệnh của mình, biết rằng ta từ đâu sinh, rồi ta chết rồi ta về đâu. Thế thì con đường thứ hai nó mở ra để cắt dòng sinh diệt con đường thứ nhất nó mở ra là người ta chưa có một phút giây nào tỉnh tại hay là chưa có một phút giây nào lắng lòng nhìn lại những điều mình đã trải nghiệm để thấy rằng là nó phù du để thấy rằng là nó đi lanh quanh thôi thế thì cái cơ may để có thể khởi phát đại tâm hành Bồ Tát Đạo tu Pháp giải thoát dường như nó không xảy ra còn nếu người nào có được cái may mắn họ có ít nhiều trải nghiệm trong đời, họ quán chiếu lại cuộc đời, dường như là những điều mình mong muốn mình đi ngang qua dường như nó đều chán mướt cả, đều phù du cả. Không có gì đáng để cho chúng ta phải chết sống với cái con đường trần thế. Thế thì cái cơ may mở ra đó là họ sẽ có điều kiện đi vào con đường này. Tức là hướng tâm về con đường tâm linh cắt dòng sinh tử chừng như cái quy luật của đời sống nó bắt con người ta phải có ít nhiều nỗi khổ nghe kỳ thực là nỗi khổ nó là một chất xúc tác rất là cần trong đời sống này tại vì có nỗi khổ cho nên người ta mới thiết tha cầu thoát khổ rồi may mắn của người cầu thoát khổ là nếu họ chạm tay vô được cái vùng trời niết bàn thì đó là một cơ may hãn hữu vô cùng có những người lâm vô tình trạng khổ và họ cầu thoát khổ thì họ nửa vời thôi thoát được cái khổ của thân khổ của hoàn cảnh họ an ổn được đời sống họ có khi là kiếm được một chút niềm vui thì nó đã già mất rồi cho nên tâm thức nó trùng lại thân thể nó đã mỏi mệt cho nên cái năng lực vươn đến chiều cao thành đạt con đường tâm linh nó cũng chưa kịp mở ra Ví dụ như mình chịu nỗi khổ vô cùng não nề mình mới ước được vượt thoát. Thế rồi mình có mặt nơi đất Mỹ này. Từ cái đồng lương ba cọc ba đồng cho tới làm có nhiều tiền, có cơ ngôi sự nghiệp. Rồi, thưa các vị, và khi các vị thành đạt được cái con đường công danh để gọi rằng là có chút an lạc và hạnh phúc, đầy đủ về đời sống vật chất thì chúng ta dễ bằng lòng với những điều chúng ta đã có. Do vì mình thành đạt được điều đó là sức mình nó cũng mòn mỏi rồi. Tuổi mình nó về chiều rồi. Mình cũng không còn cái năng lực để vươn lên nữa. Thân nó trùng thì tâm nó liền trùng xuống nghe. Cho nên cái duyên mai gặp được đạo, khởi phát được tâm bồ đề. Tâm thế các vị vương đến cái chiều cao để có thể nếm trải được con đường tâm linh, chứng nghiệm được tội giác. Dường như nó là một loại hãng hữu vô cùng, có khi là ngàn vạn kiếp mình mới có được may mắn một lần còn thông thường thì một kiếp sống của mình thưa các vị nó đi ngang qua tới 60 tuổi 70 tuổi rồi biết được đường đạo rồi lây quay chưa làm được chi là mình về có chết rồi rồi kiếp sau thưa các vị bắt đầu làm lại bắt đầu mày mò tìm lại mà có khi tìm lại không trúng chỗ lâm vô cái tình trạng là lạc lỏng vô những cái truyền thống tâm linh không mở được cho mình cái con đường để đi về. Đó là ba nét mình mở ra đây, gợi ý để cho các vị có cái sự quán chiếu nhất định về sự thúc bách của nghiệp thức trong cõi dục. Như giọt xương ở đầu ngọn cỏ, lạc thú trong ba cỏ chỉ trong phấn chốc rồi tan biến. Hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng của giải thoát cái điều thứ ba mình chia sẻ với các vị đi vô cái phần quan trọng này đó là phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng ở cái mức độ cả là mức độ phàm thường của chúng ta mình chia sẻ trên cái nền này, này thôi là đây là cái con đường nó vừa dài vừa gian nan á tuy nhiên là với một số người thì nó không có đến nỗi gian nan mà không có đến nỗi dài có khi tu là cái chuyện trò chơi thế nhưng mà đa phần chúng ta thì con đường này rất dài và rất gian nan thế rồi chúng ta hỏi với nhau là tại sao có sự khác biệt như thế này tại sao thưa các vị căn cơ nghiệp thức của chúng ta mỗi người mỗi khác nghe với những người thưa các vị đồng tiền đối với họ nó to như bánh xe thế thế nhưng mà có những người đồng tiền đối với họ nó nhẹ tết à. rồi có những người thưa các vị tình cảm đối với họ dường như nó phân phớt đi ngang qua thế nhưng mà đối với những người thì tình cảm đối với họ là chết với sống á họ có thể coi nhẹ của cải thế nhưng mà tình cảm thì không thể coi nhẹ được thế rồi đối với những người thưa các vị họ coi nhẹ của cải này có nhẹ tình cảm nhưng mà cái danh dự của họ vô cùng nặng à. đụng tới danh dự của họ là họ liều chết liều sống thế thì căn cơ nghiệp thức từng người rất khác biệt cho nên thưa các vị đường dài hay ngắn thì tùy theo từng người thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính của những bậc tu mà nhìn thì thưa các vị dường như bồ tát lịch kiếp tu chứ không phải một kiếp nha Đừng nghĩ rằng trong một kiếp mà những vị đạo sư như Ngài Đại Lai Lạc Ma hay là các vị thầy lỗi lạc đương thời trở thành một bậc thầy kỳ vĩ có thể đem trí tuệ cống hiến được cho con người để người ta tu tập thứ không có khi họ là bồ tát tái lai cả chưa nói chi nhiều các vị thử ra các vị kiếm những mười anh mỹ các vị giảng cho nó nghe coi nó chịu nghe không biểu nó làm coi nó chịu làm không còn chúng ta thì cứ nghĩ rằng là khéo lừa gạt nhau thôi mà không. Không có đơn giản lừa gạt người dễ đâu. Ngay cái chuyện làm giàu thôi. Các vị nghĩ rằng ai chẳng muốn làm giàu. Thế nhưng mà mình làm giàu có dễ đâu. Có khi mình cố gắng mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mình làm của cải tưởng chừng như gần giàu rồi cái tự nhiên cái cân bệnh nó đổ sụp xuống là phải xài cho hết sạch để bắt đầu làm lại từ con số không cho nên thưa các vị phước nghiệp mỗi người mỗi khác nhân viên ta xin trở lại đây mỗi người đều khác biệt nhé không ai giống ai cả thế thì đường dài hay ngắn là tại vì phước nghiệp của từng người ý thứ hai thưa các vị các vị cũng đừng có mặc cảm rằng là mình phải mất hằng xa kiếp nữa tại sao chưa chắc gì ta mới học đạo kiếp này nhé phải nói vậy đi an ủi nhau cho đỡ buồn thưa các vị có khi mình đã hàng xa kiếp tu học rồi chứ đâu phải là một kiếp mà có thể đam mê học pháp đâu có thể một kiếp mà nghe được giáo lý của đức thế tôn dạy về con đường siêu thoát để hành trì đâu ngay cái chuyện là vượt lên trên cả tội và phước cả hạnh phúc và khổ đau chuyện này ta cũng không thể tin được tại vì Thưa các vị, cái điều mà các tôn giáo phổ biến rằng là tu là để thành đạt được an lạc chứ không có chuyện là bỏ luôn cái an lạc, bỏ luôn cái khổ đau vượt lên trên cái hai phần đó. Chưa một tôn giáo nào nói điều này. Tu mà không cần đến an lạc tu làm chí. Thì tu rồi mất luôn cả cái tôi, không còn cái tôi nữa thì còn cái gì nữa, nữa để mà tu. Cho nên người ta không tính điều này. Đơn giản là ngay kiếp này Tin được điều này không phải là ít nhân duyên. Thế thì ta đừng nghĩ rằng mình mới ghé là Trần gian này một lần mới học Phật Pháp kiếp này. Không. Có khi mình đã từng là Bồ Tát tự bao đời mình không biết đó chứ. Thôi ăn ủi nhau một chút đi. <laughs> Thưa các vị chuyện này nó là tự nhiên ha. các vị nhìn coi là hàng vạn thế hạ có ai phát tâm lành tu học đâu nếu có phát tâm thì người ta làm những việc từ thiện thì nhiều thôi nghe mình qua bên khóa tu bên bên như tên mình nghe nói cái chuyện mình mình cũng tự nhiên suy nghĩ về vấn đề này các vị hình dung rằng có một cái chùa người ta cất còn dở dở ương ương nghe và mướn một lần khoảng chừng mười mấy ca sĩ nổi tiếng để qua hát hò bên kia kìa và mình nói rằng ông thầy đang bỏ tiền ra mướn thì tội mà do một người phật tử bỏ tiền ra mướn và các vị hình dung rằng một người qua đâu có dưới năm ngàn một ca sĩ kêu qua năm ngàn chết gì đâu mà chục người là như tiền rồi nhưng mà ông thầy đấy thôi bà vui lòng và giúp giùm để cho có một cái số tài chánh nhỏ thôi để tổ chức một khóa tu để các thầy về ăn cư kiết hạ không mướn ca sĩ thì tôi mướn cho tôi bỏ tiền ra tôi muốn ca sĩ qua còn nếu cái chuyện mà ông cúng dường quý thầy nọ kia đừng có hòng không có kêu tôi được tôi không có thích cái chuyện đó kêu ca sĩ về hát thì tôi bỏ tiền ra tôi bao qua thưa các vị do vậy cho nên chúng sinh tùy từng loại căn cơ nghe có những căn cơ họ mở cánh cửa chánh pháp mời họ đang đẩy họ không đi vô dù anh có giảng như mây như mưa trời rải qua cúng giường nhưng mà họ bụng tay đi ngang qua không nghe là không nghe mời vô chùa ăn bữa cơm chay không là không rồi. bỏ ra 100 trăm ngàn muốn ca sĩ về hát cho mấy thầy nghe chơi thì làm nhưng mà đừng hòng đừng hồng cúng giường cho ông thầy là cho mất công thế thì các vị nên nhớ rằng là con đường tâm linh nó dài nó gian nan là do vì căn cơ nghiệp thức của từng người khác biệt nhưng mà sẽ có những người nó không dài không gian nan nghe đó là điều thứ nhất mình nói về cái hiện tượng chung của mọi nghiệp thức chúng sinh rồi cụ thể hơn về pháp hành cũng chia là hai hai dạng dạng thứ nhất là gian nan dạng thứ hai là gì cái từ rất là vui đó là trò chơi thôi thế nào là con đường tu rất là gian nan thưa các vị mình hì hục mình đối kháng lại với buồn với vui với hờn như vậy mình thấy nó vừa sinh ra là mình cầm con dao trên tay là chém phân ra nó chết cho rồi tức là rất ư là, là bạo hành đối với những tâm hành của mình thế thì con đường này con đường gian nan á tại sao vậy bản chất phiền não của các vị nó còn hung mạnh hơn là ngưu ma dương nữa Chém đầu này mọc đồ khác Đừng hồng giết được nó cho mất công Và có khi Thưa các vị Mình chém nó chưa chết Mà mình, mình chết trước Và tự nhiên là như vậy Tại vì Cái tâm hành thiền não Đâu ai xa lạ Và nó chính là các vị Các vị Khởi tâm Đoạn trừ Chống đối Đè bẹp Sát phạt Tấn ngự đó Thì các vị Phân mảnh ra mình làm hai chiến trường để đánh phá chính mình cho đánh, phá ai cuối cùng thì phiền não mình chưa dẹp được mà mình chết trước gần nhất đó là khi các vị căm thù vọng thức căm thù buồn giận ghét thương Cái cuồn cuộn sinh ra trong các vị các vị muốn chấm dứt nó thì các vị đã khởi một cái xung lực làm cho nó càng ngày càng mạnh hơn càng ngày càng nổ nhiều hơn và không đè bẹp được Điều thứ hai, nó gây ảnh hưởng nơi thân của các vị làm cho đầu nhức mắt qua. Đi thì chân gà liêu khiêu mà đầu thì rất nặng. Rồi lên máu. Rồi tật bệnh. Rồi đâm vô cái tình trạng là mắt mờ rất vội. nghe Đã có rất nhiều đệ tử. Hồi xưa học viên của Trúc Lâm họ cứ tưởng làm rằng là biết vọng không theo và phải đoạn trừ vọng thức cho nên Lâm có cái tình trạng bệnh bệnh lý nơi thân à. thì ta hình dung rằng là đây là con đường nếu không khéo thì rất gian nan và không có kết quả. Điều thứ hai, thưa các vị, có khi là mình mất một kiếp mà mình chưa làm được cái chi cả. Điều thứ ba, mình hỏi nhau là tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao nó gian nan mà không làm được việc gì cả? Thưa các vị, tại vì mình tu trên cái ngọn nha, mình cứ thấy phiền não là thiệt. Và mình phải đoạn trừ phiền não. Mình khởi một cái vọng thức đi, đoạn một cái vọng thức. Thế thì các vị đang đi lanh quanh trên cái chiều cạn của ý thức sinh diệt. Cho nên nhọc công, phí sức, lao thân tổn thần và đường dài mịt mờ. Không có cách chia các vị chứng nghiệm được một chút an lạc. Đây là pháp hành lạc vô cái đường này thì đường rất dài rất gian nan thế là con đường thứ hai tu như trò chơi là sao thưa các vị không cần đi trên cái ngọn của vấn đề là đoạn tâm sinh diệt chi cả an trú ngay cái gốc cái gốc bản chất tâm của các vị vốn là bất động vốn là chiếu sáng vốn là không dính phiền não nghe cái năng lực nhìn của các vị Quan sát của các vị Hãy làm người quan sát tỉnh tại Không phê bình Không phán xét Không rầm rì Không đối kháng Không đoạn trừ Không dập tắt Không đè bẹp gì cả Chỉ mỉm cười Nhận diện nó đến Nhận diện nó đi Ta hãy làm người quan sát nó thôi Thì cái việc này Là một loại trò chơi Buồn ư? Mi đến đi ta nhận diện ta biết mi rồi rồi vui ơi ta cũng đang nhận diện mi đây hạnh phúc ơi ta cũng đang ngắm và nhìn mi tức là mọi trạng thái tâm hành đến với ta ta đều mỉm cười để cho nó trôi ngang như dòng sông trôi thưa các vị chừng như mình nói quanh quanh gần đó việc thôi bao nhiêu lâu mình cũng nói đi nói về có khi dùng những từ khác nhưng mà là một việc thôi nghe và đúng là việc trò chơi có chi đâu mà nghiêm trọng các vị thấy có mất công phu gì không không và có cần vận lực gì không cũng không tại vì cái năng lực biết là năng lực tự hữu của các vị các vị vừa vui vừa buồn đang ưu tư đang phiền muộn mình chợt nhớ thì mình liền nhẫn diễn ra nói ngay và quên thì mình thấy mình đang buồn đang giận thế thì nó không cách nhau một đường tơ Cái tóc nào cả Người xưa dùng cái từ là tróc tai diệt sạch ta mới tăng kỳ nghiệp Nhưng mà không có tróc tai gì hết nó, nó nhanh hơn một tróc tai mà Và thưa các vị Ta cứ dung văn dung giả đi tới đi lui Ta cứ sinh hoạt rất bình thường Lái xe dạo phố Thậm chí là ngồi ngoài phố chợ Có trở ngại chi về cơ công việc tu các vị đâu Các vị cắt cỏ các vị quét nhà các vị rửa chén các vị nấu ăn các vị luôn mở con mắt tâm chiếu sáng nhận biết toàn thân các vị thế thì cái pháp tu này nó vô cùng giản dị và vô cùng thảnh thơi nghe và khi pháp tu của các vị mà có một chút trải nghiệm tức là khi các vị có một chút trải nghiệm về cách hành trì như thế này thì tự nhiên là đời sống ta bên ngoài nó sẽ thanh thản như vậy. Tự nhiên là mình thông dong mình thanh thản. Mình không có đến nỗi là rất ư là lật đật, lăn xăng chạy tới chạy lui. Mình có, cũng không có đến nỗi là cần phải làm điệu làm dáng gì để cho ta biết mình tu hết. Cứ sống một cách rất là bình thường, thánh thơi thôi. Cần đi nhanh thì tôi đi nhanh, cần đi chậm tôi đi chậm, cần chạy tôi chạy. Làm như cái chuyện tu thiền rồi phải đi lự đự lự đự sao không làm như cái chuyện tu thiền rồi nói phải rặn từng tiếng ẩm ừ mới ra vẻ tu thiền sao không anh sống bình thường anh luôn là người đang quan sát mọi vận hành của thân anh thì anh đang thiền tập không có một cái khuôn mẫu nào cho cái chuyện thiền tập cả nhé thế nhưng mà cái điều đặc biệt rằng là khi anh an trú được trong pháp hành này thì ai dù anh có làm cái chi Thì cái biểu hiện đời sống bên ngoài Anh cũng thanh thản Thông nhau, an lạc Không có bị Phiền não vấn vương Không có ưu tư phiền muộn Cũng không phải điệu đàn Làm kiểu làm cách gì để cho người ta biết Rằng mình là thiền sư hay không thiền sư Ba cái vớ vẩn đó không cần thiết Họ sống được với đạo Thưa các vị, tự nó biểu lộ thôi cái điều này vô cùng dễ hiểu Ví dụ như các vị có niềm vui Các vị có cần là đánh trống la làng Rằng tôi đang có niềm vui không Không Thế nhưng mà đầu đường cuối phố người ta đi biết nghe Tại vì niềm vui có thì tự nhiên là nụ cười rạng rỡ Tự nhiên là mắt rạng rỡ Tự nhiên là mặt rạng rỡ Thế thôi Thế thì khi có pháp hành trì Khi an trú trong pháp thì thưa các vị Điều thứ nhất mình làm lại là đây là một pháp hành đơn giản nhất nhẹ nhàng nhất ít phí sức nhất mà lại an trú ngay đến cái cội nguồn của pháp hành trì ngay nơi cái thể tâm bất động vô sinh các vị chỉ cần ngay nơi đó An trú được thì các vị đoạn đức được con đường sinh tử lanh quanh chấm dứt được buồn vui hạnh phúc hay khổ đau gì đều bị nó quan sát cả Thế thì trong một tóc tai các vị liền siêu việt cả nhị biên thành đạt được con đường Niết Bàn. Tóm lại, đường dài hay gian nan là nó đối với căn cơ nào nghe đối với trình độ chấp trước nào thế nhưng mà cũng con đường đó nếu mà chúng ta tin vào lời giải đức như lai hoặc là duyên lành lớn mình ngộ được từ các vị thiền tổ truyền thống đông độ khai thị nắm được vận mệnh của mình thấy được ngay nơi hình hài năng vững này cái gì sinh diệt cái gì bất sinh diệt an trú ngay nơi cái tâm bất động vô sinh quan sát thì các vị tu như trò chơi thôi thảnh thơi thư giãn không có nặng nề và khi các vị nắm được pháp hành này rồi thưa các vị đời sống mình như một hoàng đế Tại vì mình có niềm tin với chính mình Mình không có sợ sệt Không có co cụm Không có cần phải van xin nài nỉ ý eo bất cứ ai nghe Và với hình thức nào Cũng có thể an trú trong pháp hành trì Đừng nghĩ rằng là Phải làm sư cô, làm thầy tu mới an trú được trong pháp hành Thứ không Pháp hành của Phật dạy Nó vượt ngang biên giới của màu sắc của hình danh sắc tướng nghe có những nhân duyên để cho người ta làm thầy làm sư cô để làm những người con trưởng tử như lai để duy trì dòng giải chánh pháp là do gì duyên của từng người cái hình thức này thưa các vị nó không phải quyết định về cái chuyện là tu thành đạt hay không thành đạt cái chuyện an trú rồi pháp pháp hành quyết định được sự thành tựu giải thoát hay không giải thoát chứ không phải là hình thức giải thoát Thứ không. Rồi từ cái điều này, các vị nhận ra rằng là khi các vị nắm được pháp hành trì thì các vị ứng dụng tùy vào điều kiện sống của các vị ở nhà, các vị đang làm cha, các vị đang làm mẹ, các vị đang làm con, các vị đang làm công sở, các vị đang làm cho cá nhân của các vị mọi ngành nghề đều có thể an trú trong pháp hành này thực tập để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát à cuộc đời ta thưa các vị nó không phải dài lắm mình thấy được pháp mà không hành trì không an trú được trong pháp để hành trì để đoạn đức cái con đường loanh quanh trong ba cõi thì hơi uổng Thôi thà không biết đạo Thôi thà mình không vớ vẩn cái chuyện gì đó làm con đường thì thưa các vị còn tha được còn mình thấy rõ đây là con đường loanh quanh tuơ trên cái tầng cạn của tâm sinh diệt không thành đạt được đường chi mất thì giờ và có ghi mất cả hà sa kiếp còn con đường này con đường an trú ngay cái tâm bất động ngay cái thể như lai vô sinh bất diệt an trú ngay nơi đó để đoạn trừ phiền não vừa ít hao công sức vừa thành đạt rất nhanh vừa đi trực tiếp vào tâm tủy của như lai thế mà mình không đi vô con đường này thì hơi phí ạ Thôi thà đừng ngâm đạo thà đừng học pháp thà đừng thấy đường tu thì thôi liền cuộc đời mình cho nó trôi xuôi và vô thường chấp nhận được còn nếu đã lỡ thấy đạo rồi để cho cuộc đời mình nó chìm, chìm chìm thế thì hơi tội nghiệp đây là ý thứ nhất xin phân biệt rằng con đường có dài hay ngắn có gian nan hay là con đường thênh thang rộng mở do chính ta thôi nghe đường mây rộng thân tang tám bộ mẫu chịu đi. Điều thứ hai, cụ thể thôi. Phát đại nguyện đi. Thưa các vị, phần trên là mình giải thích cả nguồn về lý để cho các vị khởi Bồ đề tâm hành Bồ Tát đạo chứng nghiệm thánh trí. Thế nhưng mà cái phần này là mình khai thác để cho các vị thấy rằng là Đành rằng trên lý thì ta hiểu như vậy Nhưng mà có khi tầm khí mình rất dày Do vậy cho nên mình phải làm một việc Bình thường như bao nhiêu con người bình thường Đó là làm chi Khởi đại nguyện từng đế mà. Từng đêm Trước khi ngủ chắp tay Hoặc là trước bàn Phật Lại Phật Niệm danh hiệu Bồ Tát phát nguyện với với thập phương tam bảo rằng là con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu con đều làm đệ tử như lai con nguyện rằng con trong một kiếp này phải đủ duyên lành hành trì chánh pháp để thành đạt được sự nghiệp giải thoát hoặc là con nguyện rằng là trong kiếp này con phải làm thế nào để cho chánh pháp của phật tỏ sáng được giúp cho bao nhiêu người con nguyện rằng con phải thành một, một đại pháp sư thử vậy giảng pháp như mây như mưa giúp cho bao nhiêu người tu nhé mình tu là chuyện phải rồi nhưng mà thưa các vị hãy phát đại nguyện làm tất cả những hạnh lành có thể làm cho chánh pháp của Phật sáng bừng được trong cuộc đời và mỗi ngày các vị đều phát đại nguyện như vậy mỗi sáng thứ nhất đều phát đại nguyện thì thưa các vị cái điều này rất tuyệt vời là nó in vào tâm thức các vị rất sâu nghe Đời đời cứ kiếp sinh ra hạt giống lành này không mất Mình nhớ rằng là trong đời tu của mình Thưa các vị Những cái điều mình bài cho các vị rất là thực tiễn Và ngay từ lúc bé thơ mình mới vào chùa Mình chưa biết đạo là chi Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng tu là phải trường sinh bất tử thôi Cho nên Mình nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh và trường sinh bất tử mình rất thích chí rồi mình nguyện với Phật rằng lúc đó còn bé mình đâu có biết đạo gì đâu, đâu có học hỏi với ai, cho nên mỗi đêm lên thỉnh chuông á, quỳ trước đại điện á, lại Phật xin cho con tu chứng quả để con thành trường sanh bất tử. Mình không biết chứng quả là chứng cái chi mình chẳng biết. Đâu. Mà nghe nói chứng quả thì trường sinh bất tử, cho nên con sợ chết lắm, con nguyện chứng quả trường sinh bất tử thôi. Thế rồi Thưa các vị từ những cái ý nguyện rất ngô nghe từ bé thơ dần dần Rồi đẩy đưa mình đi học Phật pháp dần dần cho tới hai mươi ngoài tuổi rồi bắt đầu bày mò về thiền viện chân không học dụng cụ Trúc Lâm rồi dần dần mãi tới ba mươi ngoài tuổi mình mới biết rằng ồ quá ra chứng quả và thể nghiệm được con đường trường sinh bất tử đó là nhận ra được ngay hình này năng bưởng này có cái không sinh diệt và sống được với cái không sinh diệt thì chứng nghiệm trường sinh chứ không phải là cái gì khó hiểu cả trường sinh bất tử không có phải là cái con người này trường sinh bất tử mà cái tâm bất động như như của anh hiện đang có anh sống được với nó thì anh vượt thoát khỏi tử sinh đâu thưa các vị càng ngày đi vào đường tu nó mở ra dần 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 người ta có cái câu là nghề nó dạng nghề đó các vị biết không ai học hành mới ra nghề thì đều đều chưa giỏi đâu thế rồi người ta bắt đầu đi làm từ từ nghề nó dạy nghề nó giỏi ra thì con đường tu như vậy nghe mới tu thì ta chưa giỏi đâu từ từ nghề nó dạy nghề tu trầy trật lên trầy trật xuống rồi dần dần khám phá được cái con đường tu xong rồi nó dễ như vậy khám phá rằng là con đường tu để trường sinh bất tử hóa ra là cái chuyện trò chơi và những điều mình chia sẻ cùng các vị thưa đã chúng rằng không phải là những đạo tràng nào nói người ta cũng tin điều này nhé. Không tin. Và cũng chẳng phải mình đem cái điều này nói tất cả mọi nơi. Dường như chỉ có nơi đây mình đem hết ruột gan của mình chia sẻ. Và các vị thì nghe rồi thì gọi là mua vui, vui cũng được một vài trống canh chứ còn người thấm được Phật Pháp dường như cũng không mấy người có niềm tin dường như cũng không mấy người huống nữa huống nữa là hành trì miệt mài sống được với cái tâm bất động dường như không phải dễ làm không phải dễ kiếm cho nên hạ xuống một tầng là tầng này đấy các hãy phát đại nguyện từng đêm từng đêm sáng phát đại nguyện chiều phát đại nguyện bất cứ lúc nào vừa nhớ rằng là tại sao cái buồn cái vui nó cứ xáo trộn đời con nó làm cho con khó chịu Sao con bất hạnh thế này, thế nào, thế kia Thì thầm nguyện liền Phát đại nguyện liền Kỳ thực rằng là Trong 37 pháp tạo đạo đó Nếu anh nhớ thì Thì trong đó nó có dục như ý túc á Cái nền tảng của mọi thứ thành công giữa cuộc đời này là đam mê nghe Đam mê nó có cái máu tham như đó Thế nhưng mà tham là do vì nó có sân si đi vô nó có cái nền của si nằm phía sau cho nên nó thành tham. Nhưng nếu nó có cái nền của thiện tâm của đại nguyện của Bồ Tát tâm của cái lòng vị tha vì người thì nó lại không phải tham mà nó lại là tinh tấn lực à. Nó là tinh tấn lực à. Nó là đại nguyện à. Nó khác nhau ở chỗ là cái cái nền của nó được làm bằng cái chi cái chất của nó từ đâu mà sinh ra? Cái chất của nó là từ cái đam mê từ cái si mê lầm lạc và từ cái sân thì nó trở thành tham rất dễ nếu cái chất của nó là năng lực giác ngộ từ quy tâm và đại nguyện thế thì nó không phải tham nó là tinh tấn lực thưa các vị cái nền của đại nguyện là đức tính nghe khi các vị đã tin rồi các vị mới phát nguyện được điều thứ hai khi phát nguyện rồi thì cái điều rất tuyệt vời là nó dẫn nó, nó định hướng cho con đường hành trì của chúng ta trong tương lai khi phát nguyện rồi thưa các vị có khi đời này mình mất nhưng mà chắc chắn rằng là có mặt trong kiếp sau là mình liền bật khởi hạt chống bồ đề đi lại ngay con đường hành đạo kiếp này lỡ vướng víu nhiều cái của nợ chung quanh quá phát nguyện rằng kiếp sau con sinh ra còn bé là con đi tu liền ấu điên xuất gia đồng chân nhập đạo học thông tâm tạng thánh điển như lai để làm cho chánh pháp sáng chói giữa cuộc đời này con phải đóng góp năng lực của con để cho dòng chảy chánh pháp của như lai chảy lan khắp mỹ châu để giúp bao nhiêu người thưa các vị các bậc đại sĩ không một vị nào không phát đại nguyện ấy. tức là các vị bồ tát tái lai giữa trần đời họ đều mang bản nguyện rất lành cho nên họ có thể đi trong lửa đỏ họ có thể vượt ngang qua tất cả những khó khăn của cuộc đời này đổ vào đời họ nhưng mà họ cứ lừng lững đi tới còn chúng ta thiếu cái bản nguyện cho nên gặp khó là chúng ta lui bước ở đời mấy cái tên nhà giàu đó, nó mà nó trùng chân thì nó không thể làm giàu được một sự nghiệp của anh nhà giàu có khi nó không phải dựng một lần đâu nghe nó dựng đôi lần mới thành một tên anh tỷ phú á. Dường như tên nhà giàu nào nó cũng có trải nghiệm những khó khăn như vậy cả. Thế thì cái con đường tu, thưa các vị, cái giá của nó đắt hơn như vậy rất là nhiều. Thưa các vị là nếu các vị có cái nhìn rằng Bồ Tát đa phần đều lịch kiếp tu thì các vị nên biết rằng đại nguyện có khi phát một kiếp nhưng mà đâu đã chứng được quả Bồ Tát đâu. Chứng được tính vị thôi là đã vô cùng cay đắng nghe các vị biết rằng là thập tính thập trụ thập hành thập hồi hướng mỗi một vị như vậy thì tới 10 tầng bậc tính vị nó có 10 bậc sẽ có lúc chúng ta đem ra năm mươi mấy quả vị bồ tát giải thích để cho các vị biết rằng là từ niềm tin tâm bảo Thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa của cái niềm tin bất hoại là một kỳ công. Nếu không nhờ năng lực đại nguyện Thì niềm tin của các vị không được củng cố từ ngày từ ngày Do vậy cho nên phát đại nguyện là một việc Nhưng mà có khi một đời tu trầy trật chứ có phải thành đạt được con đường tu tập đâu và khi mình khi mình có cái nhìn như thế này rồi thưa các vị tâm thức mình nó dễ trở thành người khiêm tốn lắm tại sao vậy Tại vì mình biết rằng là lịch kiếp tu chứ không phải là một vài kiếp. Do vậy cho nên mình nhìn thấy người ta thất bại trong chuyện bò lên đỉnh mà có lỡ té xuống à. mình không có đến nỗi tức cười. Mình biết rằng nó phải như vậy thôi. Leo lên rồi phải tuột xuống rồi lại leo lại. Và tự nhiên là lòng ta tràn đầy khiêm tốn. Lòng ta dễ khởi cái niềm tắc ẩn xót thương với bao người chung quanh chịu nó khổ như ta cho nên thưa các vị bồ tát mà tu trầy trật không thành công cũng là điều hay chứ đừng nghĩ tu thành liền